Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp, chúng ta cùng nhau thực hiện món xôi vị. Cách làm thật là đơn giản nhưng rất là ngon. Rồi, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Để thực hiện món xôi vị, chúng ta cần có gạo nếp, đậu xanh, đường, nước cốt dừa, lá dứa, mè rang và muối. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Và ngày hôm nay để nấu món xôi vị này, Thông cần 400g gạo nếp, 200g đậu xanh, 240g đường. Nếu cả nhà thích ngọt hơn thì chúng ta có thể cho 250, vì Thông cũng lấy cái mức nó nằm lưng chừng, không phải 220 mà là 240, nó hơi ngọt một chút. Nước cốt dừa Thông sẽ sử dụng 400ml. Lá dứa Thông cần 6 cái lá dứa và một chút xíu muối. Mè thì cả nhà rang sẵn cho Thông để một chút xíu nữa mình rắc lên trên xôi vị nhé. Và đầu tiên Thông sẽ đem 200g đậu xanh này rửa sạch và Thông sẽ luộc đậu xanh qua một lần nước với muối. Đậu xanh Thông đã vo sạch rồi, bây giờ Thông sẽ cho đậu xanh vào trong nồi. Và Thông sẽ cho vào trong nồi đậu xanh này nửa muỗng cà phê muối. Thông sẽ cho nước vào. Và cái mực nước á, mình không quan trọng là bao nhiêu nha cả nhà. Cái này là mình chỉ luộc đậu xanh thôi, thì nước nhiều hay nước ít không sao hết. Và bây giờ Thông đậy nắp vung lại và bật bếp lên. Trong khi chờ cho nồi đậu xanh sôi lên, cái này là mình luộc nha cả nhà, thì Thông sẽ đem 400g gạo nếp, Thông sẽ vo cho sạch. Và trong lúc Thông chuẩn bị đi vo gạo nếp thì cả nhà chuẩn bị cho Thông nồi cơm điện và cắm nồi cơm điện cho nó nóng lên nhé. Ở nồi đậu xanh của Thông đang từ từ sôi lên, cũng có rất là nhiều các cô và các chị hỏi Thông là luộc bao nhiêu lâu, thì Thông cũng xin thưa lại là không cần phải lâu nha cả nhà. Khi nào mà cái nồi đậu xanh của Thông này, khi nào mà nó sôi hết lên rồi đó, là mình sẽ mang cái nồi đậu xanh này đổ vào trong cái rổ và rửa qua một lần nước cho nó sạch hết những cái bọt đi là xong. Mình gọi là luộc sơ đó cả nhà. Đậu xanh Thông đã luộc sơ và rửa sạch những cái bọt rồi. Gạo nếp Thông cũng đã vo sạch rồi. Và nồi cơm điện Thông cũng đã chuẩn bị cắm cho nó nóng cái lòng bên trong rồi. Bây giờ Thông sẽ cho vào trong nồi cơm điện này một cái lá dứa, Thông cắt nhỏ ra nè. Thông sẽ cho đậu xanh vào trong nồi. Và cái kiểu nấu này giống như Thông đã chia sẻ với cả nhà cách nấu xôi đậu xanh đó cả nhà. Và bây giờ Thông sẽ cho gạo nếp vào. Thông sẽ cho vào trong nồi một chút xíu muối. Và bây giờ Thông sẽ đổ nước sôi vào. Và mực nước sẽ xâm xấp nha cả nhà. Vì hôm nay mình nấu xôi vị nó khác xôi bình thường. Đây cả nhà ơi, cả nhà nhìn cái mực nước của Thông cho đây. Và cả nhà nhớ là khi mình cho nước vào thì chúng ta phải dùng đũa chúng ta đánh cho gạo nếp nó tơi ra, là tại vì khi mà gạo nếp nó gặp nước sôi đó là nó hay bị vón cục lại đó cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để cho nồi cơm điện làm việc. Thông xin mời cả nhà nghỉ giải lao một chút xíu.
Và trong lúc chờ đợi cho gạo nếp chín thành xôi thì bây giờ Thông sẽ lấy lá dứa ra, Thông cắt lá dứa và Thông xay để Thông lấy nước cốt lá dứa. Còn 5 cái lá dứa, Thông sẽ cắt 5 cái lá dứa này nhỏ vào trong cái ca nhựa này. Thông sẽ cho vào trong này 100 ml nước. Và bây giờ Thông sẽ xay cho lá dứa nát ra để Thông lấy nước. Rồi, nước lá dứa Thông đã xay xong và lọc xong rồi đây. Rồi, nồi xôi của Thông đã nấu xong rồi. Bây giờ Thông chờ thêm 5 phút nữa để cho gạo nếp của Thông nó hoàn toàn nó nở thành xôi. Lúc đó Thông mới mở nắp vung ra. Cả nhà chờ Thông thêm 5 phút nữa nhé. Rồi, 5 phút đã trôi qua, bây giờ Thông sẽ mở cái nắp nồi xôi của Thông ra này. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn nồi xôi của Thông này. Những hạt gạo nó nở ra rất là ngon. Đó, bây giờ chúng ta phải đảo nhẹ nhẹ thôi chứ không nó sẽ nát những cái hạt gạo của chúng ta ra nhé. Rồi, bây giờ coi như là phần nấu xôi đã xong rồi. Bây giờ Thông sẽ mang cái nồi xôi đậu xanh này của Thông nè. Thông sẽ mang qua Thông xào với nước cốt dừa và đường. Thông nếm thử một miếng xôi, xôi rất là ngon cả nhà. Hạt xôi nó còn nguyên vẹn mà nó rất là dẻo, không bị khô, không bị nhão. Từ hôm mà Thông nấu nồi cơm điện đến giờ thì Thông cảm thấy rằng là tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Rồi, bây giờ Thông sẽ đảo cho gạo nếp và đậu xanh quyện lại với nhau nè, rất là ngon, cả nhà thấy ngon chưa? Nhưng mà cả nhà ơi, Thông chỉ bảo đảm với cả nhà cái cách nấu này với nồi cơm điện mà có nắp giống như thế này thôi cả nhà nhé, chứ còn những cái nồi cơm điện nắp rời thì thật sự là Thông chưa có nấu qua lần nào hết, thì Thông không biết là nó có ngon được như thế này hay không, thì Thông không có dám bảo đảm đâu. Nhưng mà nấu với những cái nồi mà có nắp dính liền với nồi như vậy thì Thông bảo đảm là cái hạt xôi của mình là rất là ngon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xào xôi vị. Thông sẽ cần một cái chảo. Thông sẽ cho 240 g đường vào trong chảo. Một lon nước cốt dừa 400 ml Thông cũng sẽ đổ luôn vào trong chảo. Nước lá dứa hồi nãy Thông Thông xay đó, Thông cũng cho vào luôn. Nhưng mà cả nhà ơi, cái lá dứa, cái nước lá dứa này nè thì không thể nào mà nó tạo lên màu xanh đẹp được. Vì vậy là chúng ta phải cần sự hỗ trợ của tinh dầu lá dứa. Bây giờ Thông sẽ cho vào trong này một giọt tinh dầu lá dứa để cho nó lên màu xanh cho nó đẹp nhé. Rồi, Thông cho vào một chút tinh dầu lá dứa để cho nó lên màu. Và cả nhà cũng tùy theo sở thích của mình thích màu xanh đậm hay màu xanh lợt nha cả nhà. Thông sẽ cho vào đây thêm một chút xíu nữa cho nó lên màu nè. Rồi. Thông chờ cho đường hòa tan trong nước cốt dừa sôi lên rồi đó thì Thông sẽ cho xôi của Thông vào. Thì nước dừa và đường của Thông đã sôi rồi, Thông sẽ cho vào trong này một chút xíu muối nữa. Bây giờ Thông sẽ múc xôi Thông cho vào. Và bây giờ chúng ta sẽ đảo xôi với nước cốt dừa cho nó quyện lại với nhau nhé cả nhà. Đúng ra đó là ngày hôm nay Thông muốn làm xôi vị một lớp màu xanh, một lớp màu vàng, một lớp màu xanh. Nhân đậu xanh sẽ nằm ở giữa. Nhưng mà lười quá cả nhà ơi, thôi thì mình làm kiểu này đi cho nó nhanh là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là kiểu gì thì kiểu khi mình ăn vào trong bụng thì nó cũng quyện đều lại với nhau. Cái này là nói theo kiểu lười đấy. Rồi bây giờ chúng ta hãy xên xôi với nước cốt dừa và đường cho khi nào nó quyện lại với nhau, nó kết dính lại với nhau.
Nhưng mà cả nhà nhớ làm sao đó đảo cho nó khéo, đừng để cho cái hạt gạo của chúng ta nó vỡ nha cả nhà. Nó ngon á, là những cái hạt gạo của chúng ta nó phải còn nguyên như thế này này, là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa đó là Thông muốn chia sẻ là tại sao người ta dùng cái chữ xôi vị. Xôi vị á là sẽ cho cái hoa hồi vào đó cả nhà. Nhưng mà tại vì riêng Thông đó thì Thông thích hoa hồi, nhưng mà những người trong gia đình của nhà Thông đó thì lại không có thích hoa hồi khi mà ăn trong xôi. Nếu mà để nấu phở thì ok, nhưng mà khi mà cho vào trong xôi này đó thì cả nhà Thông á là mọi người không thích, cho nên là Thông sẽ không có cho hoa hồi vào trong này, nó sẽ không có mùi tai vị nha cả nhà. Còn tùy cả nhà ai thích ăn thì chúng ta cho vào vậy thôi, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta hãy vặn lửa nhỏ xuống và chúng ta hãy đảo đều, hãy xào cho gạo và nước cốt dừa nó quyện lại với nhau. Rồi, chảo xôi vị của Thông Thông đã xào xong rồi đây cả nhà ơi. Rất là ngon. Đây cả nhà, những cái hạt gạo đây. Nó sẽ quẹo lại với nhau, nó dẻo lại với nhau, nó kết dính lại với nhau như vậy đây. Rồi, tắt bếp đi. Thông sẽ chuẩn bị cái khuôn và Thông sẽ đổ cái xôi vị này ra. Thông sử dụng một cái khuôn vuông, Thông đã xếp lá chuối vào trong nó rồi và Thông đã bôi vào trong này một lớp dầu để cho nó đừng có dính xôi lên đó cả nhà. Đó. Lá chuối thì Thông xếp xung quanh, Thông sẽ bôi vào trong này một lớp dầu. Mè thì Thông đã rang rồi, bây giờ Thông sẽ cho vào dưới khuôn. Thì khi mà cái bánh của mình mà cắt ra đó là hai mặt của nó đều có mè hết. Rồi bây giờ mình sẽ cho xôi vào. Ồ hay quá, nó vừa y cái khuôn này luôn. Bây giờ cả nhà hãy dàn cho cái xôi của mình nó vuông vức cái khuôn này nhé. Chúng ta hãy đè nó xuống, đè nó xuống để cho nó kết dính với nhau. Và cái xôi này á là không thể nào chúng ta ăn vội được cả nhà, phải để thật là lâu, 6-7 tiếng đồng hồ hoặc là qua đêm để cho nó kết dính lại với nhau. Cả nhà nhìn những cái hạt xôi của Thông nó cũng vẫn còn nguyên vẹn đấy, rất là ngon. Rồi bây giờ Thông sẽ cho vào một lớp mè bên trên nè, Thông sẽ rải một cái lớp mè bên trên. Rồi, mè Thông đã rắc xong rồi, bây giờ chúng ta hãy niết nó xuống nữa để cho những cái hạt mè nó kết dính với cả xôi của mình. Chỗ nào mà nó chưa có dính mè thì chúng ta hãy đẩy mè. Đó. Quá trời ngon luôn, cái mùi mè thơm quá. Rồi, khay xôi vị của Thông đã hoàn tất rồi. Thông sẽ cắt cái lá chuối này cho nó nhìn cho nó gọn gàng một chút. Mình ăn bằng mắt mà, bởi vậy là mình phải cắt cho nó nhìn cho nó đâu vào đấy. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình hãy đợi ngày mai. Bây giờ bên Thông là buổi tối rồi. Đó, mình sẽ đợi ngày mai, sáng ngày mai Thông sẽ cắt bánh xôi vị. À, Thông cắt xôi vị để mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức. Còn bây giờ nó còn nóng quá, mình mà ham ăn mà mình mà làm bây giờ đó là nó chèm nhẹp hết, nó không có giống ai hết. Vì vậy là mình phải đợi cho nó khô, nó thật là khô cái mặt đi rồi đó thì mình cắt nó mới ngon, nó mới nhìn cái bánh nó mới ngon được. Thông hơi than, Thông cho mè nhiều quá, nhưng mà thôi không sao, mè nhiều thì ngon. Rồi bây giờ cả nhà chờ đợi dùng Thông nhé. Đó, ngày
ngày mai khi nào cái khuôn bánh này nó thật là nguội, Thông sẽ cắt bánh xôi vị rồi Thông mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức. Rồi bây giờ Thông dọn dẹp bếp và Thông đi ngủ đây. Rồi bye bye cả nhà, hẹn ngày mai. Cả nhà thân mến, khay xôi vị của Thông đã để qua một đêm. Thông đã đổ xôi ra một cái thớt. Bây giờ Thông sẽ gỡ lá chuối ra và từ từ cắt xôi vị cho cả nhà xem. Và Thông thấy rằng cái xôi vị của Thông đổ vào cái khuôn nó hơi nhỏ, vì vậy nó hơi dày. Không sao, cái con dao để cắt xôi thì cả nhà lấy giấy ni lông bọc thức ăn á, chúng ta bọc cái con dao lại để cắt cho nó dễ. Và xôi vị chúng ta muốn cắt như thế nào thì tùy thuộc vào sở thích của từng gia đình cả nhà nhé. Đây cả nhà nhìn này, nó rất là gọi là dẻo dai này. Rồi Thông cắt thêm miếng thứ hai. Đây cả nhà nhìn, ở dưới cũng có mè, ở trên cũng có mè. Và bây giờ Thông sẽ cắt hình thoi để mình trưng bày cho nó đẹp và ăn nó cũng đẹp luôn. Xôi rất là dẻo, rất là ngon cả nhà. Và chúng ta nhìn thấy những cái hạt đậu xanh nó còn nằm ẩn ẩn hiện hiện trong cái miếng xôi này. Rồi bây giờ Thông sẽ cắt xôi ra để lên trên đĩa và mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. Tàn tan, cả nhà ơi, món xôi vị Thông đã cắt xong rồi và bày lên đĩa rồi đây. Bây giờ Thông xin phép cả nhà cho Thông thử một miếng xôi vị của cái viền, hai cái đầu của cái miếng xôi Thông cắt ra nè. Cả nhà nhìn cái miếng xôi của Thông này, nó rất là dẻo này, nó rất là dẻo này. Và cả nhà nhìn thấy những cái hạt gạo nếp nó vẫn còn y nguyên. Và thỉnh thoảng có chỗ nó sẽ điểm những cái hạt đậu xanh vàng vàng bên trong. Bây giờ Thông xin phép cả nhà cho Thông thử một miếng nhé. Cả nhà ơi, dẻo lắm cả nhà. Độ ngọt vừa phải, gạo nếp rất là dẻo, bùi bùi của hạt đậu xanh và thơm của mè. Rồi, Thông xin chúc cả nhà sẽ thành công với món xôi vị này nhé. Cả nhà thân mến, món xôi vị của Thông đã làm xong rồi đây. Rồi bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. Thông cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video của Thông. Và để ủng hộ kênh của Thông trên YouTube, xin cả nhà hãy like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại. Bye bye.